Rồi các bạn vào cái trang LMS nha, FBL2 poly.edu.vn. Thì khi các bạn đăng nhập vào thì đăng nhập vào bằng ví dụ như ở đây thầy vào lại, thì các bạn sẽ chọn là Sign with Google và các bạn chọn cái email của trường, chọn email mà trường cấp cho các bạn á. Login. Rồi thầy out ra xong giờ khỏi vô luôn rồi. Đợi thầy vô lại coi. Rồi, sau khi chúng ta vào đây, các bạn vào Hồ Chí Minh. Các bạn vào học kỳ phone 2023. Lock 1. Các môn công nghệ thông tin ha. Phía dưới nó có cái mã môn là IT các bạn. Mã môn IT đây, nhập môn công nghệ thông tin. Trong này nó có hai lớp của thầy, các bạn chú ý vào đúng cái lớp của mình. Các bạn có thể là Ctrl F bình TQ7. Đây là lớp 02, của mình là lớp 07. Vô đúng lớp nha. Tại vì cái này khi mà các bạn vô nhầm lớp, các bạn zone vào, các bạn làm bài quiz cũng được luôn, mà đều thầy không thấy điểm thôi. Cho nên là vào đúng lớp giúp thầy. Rồi vào đúng lớp của mình 07 đúng không? Lớp của mình là 07 hay 02? 07. Rồi sau khi các bạn vào đây, sau khi các bạn vào đây rồi, các bạn bấm vô cái chỗ dấu sao Favorite, các bạn bấm lưu lại giúp thầy. Lưu lại để làm gì? Để mà khi mà các bạn cái này là các bạn lưu lại trên cái thanh lưu của bạn, thanh Favorite, để lần sau mình vào cho nó dễ các bạn. Ví dụ như là thầy ở đây, thầy lưu lại ha, nó có cái mục này là chung nè, lưu lại. Thì cứ mỗi lần mà mình vào cái trình duyệt web, mỗi lần vào trình duyệt web thì nó sẽ cho các bạn vào đúng đến nơi luôn. Nếu như mà mình bấm vô cái LMS thì nó không đến, nhưng mà mình bấm vào cái project của mình á thì nó đến nơi cái lớp của mình luôn. Nó rất là tiện các bạn. Các bạn login vô. Trước tiên là mình sign out rồi, cho nên là mình sign in lại. Rồi các bạn bấm vô cái đường link Favorite lúc nãy á. Rồi nó vô đến lớp của mình luôn. Chính xác lớp của mình ha. Như vậy sau này các bạn không phải đi tìm nữa. Các môn khác cũng vậy luôn. Như vậy thường thì các bạn quản trị cái hệ thống thông tin của các bạn ở trên cái thanh trạng thái nè, cái thanh Favorite trên trình duyệt, các bạn nên tạo những cái folder để lưu trữ những cái thông tin liên quan đến cái học kỳ. Thầy tạo là 23 folder 1 liên quan đến học kỳ này. Rồi các bạn vào đây thì thầy đã mở cho các bạn cái bài quiz 1. Các bạn vào các bạn làm bài quiz 1 này giúp thầy. Cứ làm đi. Tình trạng thế nào thì chưa cần quan tâm. Các bạn làm thử, test thử để thầy lấy điểm cái đã. Được chưa? Cứ làm hết theo cái suy nghĩ của mình đi. Và trong bài lab, trong bài quiz thì thầy sẽ thiết lập cho các bạn là mình sẽ được làm 3 lần.
và các bạn sẽ được reset lại mỗi lần các bạn làm 20 phút. Và nếu như lần 1 bạn làm xong thì nó sẽ tự động nó reset lại lần 2 bạn làm cũng được 20 phút. Lần 3 cũng vậy luôn. Và cái điểm của các bạn, thầy đang set cho các bạn là điểm cao nhất của cả 3 lần. Thì các bạn hết sức yên tâm, làm hết 3 lần cũng được. Bởi vì sau khi bạn làm thì thầy sẽ lấy điểm cao nhất. Cho nên là không có lo lắng về cái việc là lần sau mình làm có ổn hay không. Các bạn cứ cứ làm giúp thầy ha. Và ở đây đã có một bạn đang làm. Các bạn cứ làm đi. Tí nữa thầy sẽ lấy điểm ở chỗ này. Đúng rồi. Làm đi các bạn. Để thầy biết là bạn nào đã vào được, bạn nào chưa. Ở trong phone 1. Của mình là 07 các bạn. Tất cả mọi người cứ vào làm đi. Các bạn cứ hoàn thành đi. Mình có đến 3 lần. Cho nên là cũng không lo lắng gì cả. Rồi cái này là mình đang test. Cho nên là thầy cho các bạn nhiều lần hơn tí xíu. À đã bị khóa rồi. Cứ làm đi, nếu mà bạn nào mà điểm thấp thì thầy sẽ reset cho. Cứ làm, đối với lại quiz 1 các bạn cứ làm đi ha. Cứ làm theo các bạn suy nghĩ đi. Có bạn nào vào không được không? Chào. Xong vào 07 chứ. Rất là cảm ơn em. Đã có một trường hợp để thầy làm ví dụ. Rồi lại thêm một đứa nữa. 02. Trời ơi.